Tổng cục thuế cho biết từ nay đến cuối năm, ngoài việc chủ động hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đã được Bộ Tài chính phê duyệt, toàn ngành sẽ tập trung phân tích rủi ro, đặt trọng tâm thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế ở một số lĩnh vực như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng vốn, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng bất động sản. Theo số liệu mới nhất từ đầu năm đến giữa tháng 7 năm 2022, toàn ngành thuế đã thực hiện được 31.088 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 42,09% kế hoạch được phê duyệt năm 2022, bằng 85,97% so với cùng kỳ. Kiểm tra được 339.960 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 95,05% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt trên 21.665 tỷ đồng, bằng 83,42% so với cùng kỳ. Để chống thất thu thuế thông qua công tác thanh tra kiểm tra trong những tháng cuối năm, Tổng cục Thuế đang yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra được Bộ Tài chính và Tổng cục phê duyệt. Trong đó, tập trung phân tích rủi ro một số lĩnh vực tiềm ẩn thất thu thuế lớn như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng vốn, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng bất động sản, đồng thời chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quản lý của ngành, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, áp dụng nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo cơ chế quản lý rủi ro, tổ chức làm việc, trao đổi thông tin trực tuyến với các bên liên quan, nhưng vẫn đảm bảo quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra và quy định bảo vệ bí mật nhà nước.